Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp thường kỳ với các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở ngành quận huyện để cho ý kiến về các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố đầu năm nay. Trên cơ sở tờ trình của các ngành, cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất làm rõ thêm cơ sở pháp lý và biểu quyết thông qua để trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong đó đáng chú ý là các tờ trình công văn về đề xuất danh mục các lĩnh vực đầu tư cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, dự thảo quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề nghị ban hành quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất, ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn, xây dựng nghị quyết quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, quy định mức chi phí, kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.